Hôm nay rất là vui mừng và rất là cảm động khi hôm nay được nhận lời mời của giám đốc công ty truyền thông Khang và đài truyền hình Vĩnh Long đã mời để hát chương trình Chúc Xuân. Và rất cảm ơn thầy Ngọc Sơn đã cùng Michael Lan hát một bài hát để chào đón xuân năm nay, xuân Nhâm Dần. Và Michael Lan sẽ hát với thầy Ngọc Sơn bài hát Đón Xuân. Đây là bài hát mà để chào mừng năm mới, thưa quý vị. Và bây giờ rất là công đồng tham gia chương trình này, và chúc cho tất cả quý vị, chúc cho tất cả những người thân yêu, chúc cho tất cả những người bạn bè và những khách hàng cũng như những bà con nông dân khắp nơi năm mới thắng lợi mới, mạnh khỏe Nhâm Dần, và đặc biệt là được mùa được giá. Xin cảm ơn và xin hẹn quý vị trong đúng ngày 1 Tết là bài hát này được chiếu trên kênh truyền hình Vĩnh Long, chúng ta đón xem nhé. Trưa 11 Tết và tối 1 Tết, bài hát Đón Xuân Michael Lan hát chung với thầy Ngọc Sơn.